Tuy rằng ánh đèn sân khấu rất là hấp dẫn, nhưng May nghĩ hào quang nào cũng có cái giá của nó. May chỉ ước ao một điều rằng sẽ có một ngày May được theo chân quý thầy, quý sư cô xuất gia, sống một cuộc sống chân thiện mỹ nơi chốn thuyền môn. Nhưng làm sao biết được ngày mai? Tất cả các câu trả lời đều chờ ở tương lai. May bây giờ rất là quý báu những khoảng thời gian được sống bên mẹ hiền yêu dấu, được sống bên bà ngoại và các em thân thương của mình. May chỉ biết quan tâm, yêu thương, lo lắng cho các em và quan tâm đến mọi người. Sống theo đúng lời Phật dạy, đó là một nếp sống trong sạch, lương hiền và đạo đức cho chúng ta an lạc hôm nay và mai sau. Trước khi chương trình khép lại, thì May có đôi lời nhắn gửi đến các bạn rằng, thứ nhất, hãy biết được rằng làm đệ tử của Đức Phật là một điều rất là hạnh phúc và vô biên. Thứ hai, rằng hãy sống thật tốt, không hận thù, không ghen ghét và biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc mọi người. Thứ ba, là hãy tập niệm Phật thường xuyên. Niệm Phật giúp thân tâm ta nhẹ nhàng và an vui. Thứ tư, không sát sinh, không hại vật, mà hãy tập ăn chay trường. Ăn chay trường là một cách rất đơn giản giúp chúng ta giữ tuổi thanh xuân và vẻ đẹp lâu bền. Thứ năm, hãy sống hiếu thảo và làm trọn bổn phận của một người con. Đừng để một ngày nào đó chúng ta không còn nằm trong vòng tay của cha mẹ nữa thì sẽ không có điều gì hối tiếc và ân hận nha các bạn. Kính thưa các bạn, nếu như May là một người được cái diệm phúc là sớm biết tới giáo lý Phật Đà và bên cạnh luôn có người mẹ hiền sẵn sàng che chở, giúp đỡ mọi nơi, mọi lúc, thì đúng là cái diệm phúc đó không phải ai cũng có được. Có những bạn ngay từ khi mới lột lòng đã phải bơ vơ giữa cuộc đời, đã phải bươn chải giữa dòng đời khắc nghiệt cùng với biết bao điều tủi hờn. Những số phận bất hạnh thiệt thòi ấy, cuộc đời của họ sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và thảo luận sau. Còn bây giờ, hãy chia sẻ với Ngọc Nga. Một người mồ côi mẹ ngay từ lúc tầm bé, và cô chỉ biết rằng mình đã lớn lên theo bản năng sinh tồn, thiếu vắng tình thương, ít ai quan tâm dạy dỗ, chia sẻ. Và có lẽ cũng chính vì điều đấy mà trong suốt mười mấy năm qua, Ngọc Nga luôn sống trong sự lo âu, đau khổ và tội lỗi. Đã có nhiều lúc Ngọc Nga tự tử, xem đó như là phương pháp giải quyết duy nhất. Nhưng bạn vẫn còn may mắn là sớm biết tới Phật Pháp và nhờ ánh sáng Phật Pháp đã chuyển hóa tâm hồn, đã đồng hành và giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Những nỗi tuyệt vọng chán chường giờ đây thay vào đó là lòng tự tin, cùng ngồi đây chia sẻ tâm sự về những kinh nghiệm của mình đã trải qua. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lời tâm sự của Ngọc Nga. Ngọc Nga này, trước tiên bạn có thể cho các bạn nơi đây biết đôi nét về cuộc đời của mình trước khi đến với Phật Pháp là như thế nào được không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý thầy và toàn thể quý Phật tử. Con tên Phạm Nữ Hiền Ngân, pháp danh Ngọc Nga, năm nay 23 tuổi, hiện đang công tác tại phòng tư vấn và chăm sóc sắc đẹp của tập đoàn mỹ phẩm Ovi Hàn Quốc. Lời đầu tiên, cho phép con được gửi lời cảm ơn đến quý thầy trong ban tổ chức Chùa Hoằng Pháp đã tạo điều kiện cho con đến đây để tâm sự và chia sẻ về cuộc đời của mình, cũng như những sự mầu nhiệm mà Phật Pháp mang lại cho bản thân con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý Phật tử, có lẽ trong cuộc đời của mỗi chúng ta, người quan trọng nhất đó là mẹ. Và mỗi bước đường chúng ta đi luôn có dáng hình của người mẹ thân thương. Và trong giây phút này, xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau lắng động để có cái nhìn cảm thông cho số phận của một con người bất hạnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, năm Ngọc Nga vừa tròn 3 tuổi thì một tai nạn giao thông đã cướp mất đi mạng sống của người mẹ và đứa em vừa tròn 8 tháng tuổi trong bụng mẹ. Và có lẽ từ đó cuộc sống bất hạnh đã đến với gia đình của Ngọc Nga. Một người chồng đã mãi mất đi một người vợ và một đứa con thơ đã phải tiễn mẹ ra đi không ngày trở về. Kính thưa quý Phật tử, hồi đó thì thời gian đầu mẹ mất thì Ngọc Nga còn quá nhỏ, Ngọc Nga không có biết mẹ mất. Ngọc Nga chỉ nói với ba hàng đêm là: ba ơi, mẹ con đi đâu mà sao không về với con? Và đêm nào cũng vậy, ba của Ngọc Nga cũng bồng để dỗ dành Ngọc Nga trên tay. Giờ cả đêm thì hai cha con đã đứng khóc trước bàn thờ của mẹ. Nhưng kính thưa quý Phật tử, có lẽ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ. Và từ đó cuộc sống bất hạnh đối với Ngọc Nga rất là đau khổ. Lúc đó thì ba của Ngọc Nga làm bên thế vụ, cho nên là cũng rất hay đi sớm và khuya. Và cứ mỗi lần đi như vậy thì ba Ngọc Nga có để hai gói mì tôm trên đầu giường để ăn cho đỡ đói. Và có một hôm thì ba có dặn là chiều nay ba sẽ về đón con đi ăn đám cưới, con đừng có ăn cơm nha, con ở nhà con đợi ba. Thì lúc đó Ngọc Nga chờ tới 10 giờ đêm rồi, nhưng mà ba vì bận công việc đột xuất cho nên là ba không có về được. Cho nên là Ngọc Nga mới bê tô mì tôm sang nhà cô bên cạnh để xin nước chế mì ăn cho đỡ đói. Thì không ngờ lúc đó Ngọc Nga đã nhận một sự hí hức rất là thô bạo. Đó là Ngọc Nga chỉ mới gõ cửa thôi là cô đó liền nói là: con không có mẹ, giờ không ai đang dậy, giờ này con gõ cửa người khác. Các bạn có biết là cô đó đối xử với Ngọc Nga như thế nào không ạ? Cô đó đã bê tô mì của Ngọc Nga và quăng xuống dưới đất. Thì lúc này Ngọc Nga rất là buồn, nhưng mà vì quá đói bụng cho nên là Ngọc Nga đã cúi xuống lượm từng miếng mì tôm dưới đất lên để ăn cho đỡ đói. Thực sự là lúc đó Ngọc Nga còn rất là nhỏ, chỉ mới 8 tuổi thôi. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó Ngọc Nga đã có suy nghĩ. Ngọc Nga rất là đau khổ và Ngọc Nga cũng không biết. Rồi đây cuộc đời mình không có tình thương và không có người mẹ bên cạnh. Ngọc Nga không biết Ngọc Nga sẽ nhận bao nhiêu sự hy hức như vậy nữa. Và sau đó thì Ngọc Nga có về kể cho ba nghe. Thì ba Ngọc Nga có khóc rất là nhiều và cũng rất là lo, vì không biết gửi Ngọc Nga cho ai hết. Tại vì lúc đó thì phía nội Ngọc Nga ở rất là xa, mà phía ngoại thì cũng không có ai ở gần đó. Thì bà ngoại của Ngọc Nga hồi đó bị tim rất là nặng, cho nên sau khi mẹ mất thì ngoại không chịu được cái cú sốc mất con gái. Cho nên một thời gian sau này thì ngoại cũng mất theo. Thì trong cái hoàn cảnh gà trống nuôi con như vậy thì Ngọc Nga cũng có một cái may mắn là được dì ruột của mẹ Ngọc Nga thấy cảnh đó rất là thương tâm và đón Ngọc Nga về chăm sóc. Nhưng mà lúc này ngoại thì cũng rất là nghèo, cho nên là hàng tháng thì ba chu cấp tiền để ngoại chăm sóc. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, Ngọc Nga lớn lên trong sự mặc cảm và tủi thân trống vắng đi tình thương của một người mẹ. Cho nên khi lớn lên thì trong suy nghĩ thì Ngọc Nga cũng không được bình thường như những đứa trẻ khác. Và bắt đầu năm Ngọc Nga 12 tuổi thì lúc đó bà của Ngọc Nga lập gia đình. Và từ đó thì cuộc sống bất hạnh và những đau khổ thăng trầm, và cuộc đời Ngọc Nga cũng có thêm một trang mới. Thực sự kính thưa với tất cả quý Phật